Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Khiêm. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ chủ đề là chiếc mũi chưa được ưng ý sau phẫu thuật nâng sống mũi. Vậy những vấn đề nào là những vấn đề không ưng ý sau khi đã làm phẫu thuật nâng mũi rồi? Tôi tạm chia làm hai nhóm. Một nhóm là chiếc mũi không ưng ý ảnh hưởng đến sức khỏe, và chiếc mũi không ưng ý có ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ. Về mặt sức khỏe thì hay gặp ở những trường hợp là chiếc mũi bị nhiễm trùng nè, tức là khi nâng sống mũi xong khoảng thời gian 2 tuần, thậm chí 1 tháng, có người đến 1 năm rưỡi vẫn bị nhiễm trùng. Một cái vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe nữa sau nâng mũi, đó là một số bạn nâng mũi bằng chỉ nè, số lượng chỉ quá nhiều. Một số bạn nâng mũi bằng filler nè, thì cái filler đó nó gây tắc mạch. Thì đó là những cái vấn đề mà nâng mũi ảnh hưởng đến sức khỏe. Các vấn đề nâng mũi chưa được ưng ý về mặt thẩm mỹ, nó bao gồm thường nhất đó là lộ sống mũi, tức là da nó mỏng đi, lộ cả cái phần sống mũi và đầu mũi. Thứ hai là bị vẹo, các bạn hay than là vẹo đầu mũi, vẹo thân của cái sống mũi, hay là vẹo cái vùng góc mũi trán. Thì hai cái vấn đề đó là hai cái vấn đề mà thường gặp nhất, thường gặp nhất. Đi vào nguyên nhân của vấn đề chưa ưng ý mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì cái này là do cái việc tuân thủ nguyên tắc làm đẹp. Đối với filler là do cái cách đưa vào filler, đưa cái chất filler vào nó không đúng lớp lan của cái sống mũi, tức là đưa vào trúng cái mạch máu. Với cái chỉ nó làm cho nhiễm trùng, nó làm cho muốn hoại tử cái da của vùng mũi đó, là do các bạn đưa cái số lượng chỉ quá lớn. Thông thường nó khoảng từ 8 đến 12 sợi thôi, các bạn đưa vào trong đó gần 30 sợi chỉ thì không thể nào mà được cả. Đứng ở góc độ thẩm mỹ thì với cái da mỏng, lộ sống mũi, lộ đầu mũi, thì trong những trường hợp này nguyên nhân nó là thế này các bạn. Khi chúng ta nâng mũi có nghĩa là chúng ta dùng một cái vật liệu sụn nhân tạo. Thì với cái vật liệu sụn nhân tạo hay là một cái chất liệu nào đó ngoài cơ thể, thì cơ thể mình sẽ phản ứng đánh lại với nó. Cái việc cơ thể phản ứng đánh lại với lại cái sống mũi đó, nó làm cho da vùng này bị mỏng. Bên cạnh đó, theo thời gian thì da của ai cũng bị mất cái lớp đệm nằm bên dưới, và cái mất lớp đệm đó nó làm cái da bị lộ lên. Và vấn đề sau cùng của cái việc không ưng ý ở góc độ thẩm mỹ đó là vẹo. Vấn đề này cần được đánh giá trước khi mổ. Có nghĩa là hai cái phần xương cánh mũi này nè, tức là ngành lên xương hàm trên đó, nó có đều với nhau không? Nó có độ dốc đều với nhau không? Một số người cái độ dốc nó không có đều nhau các bạn, nhưng mà ở cái vị trí, ở cái vị thế mũi nó thấp á, chúng ta không đánh giá cái phần đó. Khi nâng cái sống mũi lên rồi chúng ta mới thấy tại sao bên đây nó bị lệch thế này, tại sao bên đây nó bị lệch thế kia. Nhưng cái đó nó là do cấu trúc xương cánh mũi, thì cái đó cần phải điều chỉnh bằng cách là mài xương, xử lý cái phần xương đi, thì cái mũi nó sẽ thấy thẳng trở lại. Một vài trường hợp không ưng ý do cánh mũi các bạn làm cùng với lại sống mũi, thì cái này xin được chia sẻ là ở lớp đó các bạn phải hài lòng với cái sống mũi, tức là hài lòng về chiều dài, chiều cao và độ dốc, thì lúc đó chúng ta mới điều chỉnh tới cánh mũi. Các bạn phải biết là cái mũi được coi giống như cái cân, có nghĩa là các bạn phải đưa cái cây kim, đưa cái trục cân về ngay cái điểm zero đã. Từ khi chúng ta đã đưa cái kim về ngay điểm zero rồi, chúng ta mới cân đồ vật. Còn đằng này chúng ta chưa hài lòng, chưa điều chỉnh cây kim về zero mà chúng ta lo chỉnh cái cánh mũi, thì sẽ không bao giờ điều chỉnh được. Lúc đó thấy sẹo, thấy cái cánh mũi nó không còn cấu trúc là cánh mũi, đầu mũi rồi lại cánh mũi. Chia sẻ điều này để mong các bạn có những kiến thức nhất định khi đi làm đẹp và ngồi tư vấn với các bác sĩ thẩm mỹ mà các bạn đã chọn thật kỹ càng, để các bạn có được một chiếc mũi ưng ý, cũng như là các bạn chưa hài lòng với cái sống mũi, với cái mũi mà mình đã điều chỉnh, thì biết nguyên nhân nó nằm ở đâu để cái lần điều chỉnh thứ hai chúng ta có cơ hội, chúng ta có điều kiện để điều chỉnh lại như ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.